đều nói. Và những người, có nhiều người họ không, họ ra được rồi, giống như họ tỉnh ra họ về thì họ kể lại, 10 người đều nói hết cả 10. Có kiểu gia đình người ta cũng có cái ông đấy, ba đứa con gái của ông ấy đi theo, xong rồi nó lôi mẹ nó đi, nhưng mà bà này thì bà phải về nhà được, và ông thầy thấy vậy xong ông bắt bà ở nhà một thời gian là nó giống như cái nước nó không uống thường xuyên là nó cũng tan dần đi chú. Thì đúng rồi, cái gì nó phải có một thời gian nhà mình không phải uống thường xuyên, còn không thì thôi là nó cũng phai nhạt dần dần đi. Rồi thì buồn khổ lắm chứ ơi, con mình tự nhiên nó thay đổi như vậy, rồi không biết là tương lai nó sẽ ra làm sao. Nó cứ u u mê mê như vậy. Tôi chỉ có muốn chết chứ còn không có muốn sống, nghĩ đến con mình nó đau khổ lắm. Bây giờ con mình nó như thế mà nói nó không nghe. Nó thay đổi như vậy mà không làm cách nào để cho nó quay lại. Nó cứ một hai là nó chọn rồi, nó tự do tín ngưỡng rồi, nó bảo vậy. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ rằng nhà nước có cho tự do tín ngưỡng thì cũng phải là phải có phép hoạt động, phải công khai minh bạch chứ đâu có lôi kéo mờ ám. Nếu mà nó làm những cái chuyện mà lén lút, nó tụ họp mà lén lút như vậy thì nó đã là mờ ám rồi. Bây giờ đạo nào cũng phải có nhà nước cho phép hoạt động rõ ràng minh bạch. Chứ bây giờ cứ lôi lôi kéo kéo con người ta đi tụ hôm nay tụ họp chỗ này, bây giờ đi tìm chỗ đấy bắt đầu nó động, nó chạy chỗ khác, nó mướn chỗ khác nó ở, nó tụ họp, nó nhắc nhở nhau điện thoại liên tục. Ví dụ như ở ngày mai là lễ em nhá, với lại nhắn tin này, ở chỗ đó chỗ nọ là đi hội họp đây. Là như vậy đó. Thời gian đâu mà đi làm, thời gian đâu mà dành cho gia đình, thời gian đâu mà học hành nữa. Rồi lo đi làm kiếm tiền mà đóng phần trăm cho cái bọn đấy. Thì ở xã thì người ta thì đương nhiên người ta phải gọi mình lên rồi, người ta phải lên để từ đây này con ông con bà đây nói như thế này thế kia đấy, nó đưa đơn lên nó tố cáo ông bà thế này thế nọ đấy. Lúc đó tôi thật với chú, thà rằng nó đâm tôi một dao cho tôi chết đi còn hơn nhục nhã. Mặt mũi nào mà nhìn ai, nhục nhã lắm, khổ tâm lắm. Nhưng mà mình nghĩ cho cùng con mình nó cũng là nạn nhân thôi chứ nó cũng không có như vậy, bản chất nó không có như thế. Mình con mình biết đấy chú, bản chất nó không có như vậy, nhưng mà đây là do chúng nó bị lung lạc, nó bị bọn kia nó xúi giục, nó làm cho con mình nó thay đổi như vậy. Chứ con mình nó bản chất chúng nó rất hiền ngoan, rất hiếu thảo chứ không phải như vậy đâu, do bọn kia bây giờ nó điều khiển con tôi là như vậy, đau đớn lắm.